Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình, đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nhé. Mình đã chế biến nhiều món ăn từ lá chanh và mình tự nghĩ là lá chanh làm bánh chắc cũng ngon lắm đây. Vậy là mình làm bánh bông lan chanh và lá chanh. Quả thật bánh rất ngon. Cho nên hôm nay mình muốn chia sẻ cách làm này đến với các bạn. Để làm món bánh này thì mình sẽ ra vườn hái một ít chanh và lá chanh. Đây là cái lá chanh non này các bạn. Mình sẽ hái cái lá thật là non, không hái lá già sẽ bị đắng nha. Hoa này là mình trồng trong vườn đó các bạn. Hoa có màu tím rất đẹp. Mình sử dụng một quả chanh to và mình sẽ cắt cái chanh này ra. Sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng của chanh. Và mình làm tương tự như vậy cho hết ba quả trứng. Mình cho vào 3 cái lòng đỏ này 1/4 muỗng cà phê muối. 80g đường này thì mình lấy ra 1 muỗng ăn canh đường và cho vào lòng đỏ. Mình trộn đều lòng đỏ, đường và muối. Mình trộn cho đường nó tan với lòng đỏ như vậy là được. Cho vào lòng đỏ này 2 muỗng canh dầu ăn. Và mình cũng trộn đều. Cho vào lòng đỏ này 100ml sữa tươi và mình sử dụng là sữa tươi không có đường. Mình cũng cho vào lòng đỏ này 2 muỗng canh nước cốt chanh. Mình cho 100g bột bánh vào trong cái rây này. Nếu các bạn không có bột bánh thì mình sẽ sử dụng bột mì đa dụng số 8. Mình cũng cho 1/2 muỗng cà phê bột nở vào chung với bột này. Mình sẽ trộn đều phần bột và lòng đỏ. Các bạn sẽ trộn cho đến khi nào không còn nhìn thấy bột khô là được. Vì mình làm cái bánh này với nước cốt chanh và lá chanh non, nó có một cái hương thơm rất là đặc biệt, cho nên mình không có cho hương vani vào. Và bột mình trộn như thế này là được. Thì đây là phần lá chanh đó các bạn. Và cái lá chanh này các bạn nhìn thấy nó mềm, chứ nó không có cứng ha. Mình sử dụng khoảng chừng 20 cái lá chanh nhỏ như vậy nha các bạn. Mình cho vào lòng trắng này 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Đánh cho lòng trắng trứng nổi bọt to thì cho đường vào. Và mình chia ra làm 3 lần cho đường.
mình sẽ cho lòng trắng từ từ vào chung với lòng đỏ và mình trộn đều. Bột mà mình đánh chung với nước cốt chanh đó các bạn, nó rất là thơm. Nó thơm một cái mùi rất là dễ chịu. Bột mình trộn như thế này là được. Và sau khi mà bột đã được trộn đều thì mình cho phân nửa lá chanh này vào. Một nửa chừa lại để mình để lên mặt bánh. Và mình cũng cân thử cái lá chanh này là khoảng chừng 3g đó các bạn. Nếu các bạn không quen ăn với lá chanh thì mình cho ít hơn nữa nha các bạn. Hiện nay thì mình đã làm nóng lò ở nhiệt độ 170 độ C được 10 phút. Cái khuôn này mình đã làm nóng, mình sẽ thoa dầu vào khuôn. Mình thoa lên cả cái hông của khuôn nha các bạn. Và mình thoa luôn xuống phần giấy. Mình muốn nướng cái bánh này nó kiểu một chút, nó có cái lỗ chính giữa, cho nên mình cho cái ly vô. Sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 160 độ C, hai lửa, trong khoảng thời gian từ 35 đến 40 phút là bánh chín. Bánh nướng được 38 phút, bánh đã chín vàng. Mình đã tắt lửa lò nhưng vẫn để đèn để các bạn nhìn cho rõ. Mình để bánh trong lò thêm 5 phút nữa rồi mới lấy bánh ra ngoài. Bánh sau khi để trong lò thêm 5 phút nữa thì mình lấy bánh ra ngoài. Bánh thật tuyệt vời, thơm phức mùi lá chanh. Đây các bạn thấy những cái lá chanh nhỏ nè, nằm là rất là dễ thương và nó rất thơm đó các bạn. Mình cũng cho một ít lá chanh mầm chừa lại khi nãy vào. Nếu các bạn không quen ăn lá chanh thì các bạn cho cái lá chanh này ít thôi. Một cái bánh thật là dễ thương, rất là thơm mùi chanh và lá chanh đó các bạn. Như vậy là mình vừa chia sẻ cùng với các bạn cách làm món bánh bông lan với chanh và lá chanh non. Mình rất thích làm những món bánh mới và lạ. Nếu các bạn có những cách làm nào hay, vui lòng chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Kính chúc quý vị luôn vui, khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.